Sử dụng gỗ hôm nay giới thiệu với các bác ông Thọ Ôm Đào, chất liệu gỗ hương các bác nhé. Tác phẩm này có kích thước cao 59, ngang 36 và sâu 16, đục siêu đẹp các bác nhé. Sẽ quay kỹ cho các bác ngắm kỹ tác phẩm này hơn ạ. Cây đào đục tỉa rất là kỹ các bác nha. Ông Thọ thì ôm một trái đào đang ở dưới một gốc cây đào. Ý nghĩa phong thủy của ông Thọ đem lại cho mình một sức khỏe thật là tốt và một sự trường thọ các bác nha. Bên cạnh có một tiểu đồng ôm thỏi vàng rất là xinh xắn các bác nhé. Tác phẩm này vân siêu đẹp ạ, hàng liền khối 100% các bác nha. Bức này cao 59, ngang 36 và sâu 16, có giá bán bên em là 3.500.000 các bác nhé. Các bác có thể nhìn thấy đục rất đẹp đúng không ạ? Em sẽ quay kỹ từ từ cho các bác để các bác có thể ngắm được vẻ đẹp của tác phẩm này. Ý nghĩa phong thủy đã tốt, nay trưng bày ở trong nhà còn rất là đẹp các bác nhé. Các bác có thể dùng để làm những cái món quà để cho các bác tặng cho người thân, ví dụ như ông bà, cha mẹ của mình, để đem lại cho họ một nụ cười. Khi nhìn vào bức tượng này, có thể cảm thấy cho mình sẽ cảm thấy khỏi thoải mái hơn, sức khỏe dồi dào hơn, lại còn thẩm mỹ cao các bác nhé. Sau đây là một vài hình ảnh em đã chụp về tác phẩm, mời các bác xem qua. Các bác có thể liên hệ vào số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Cảm ơn các bác rất nhiều ạ.